Xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa bà con, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế và một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng xuất hiện. Trong ngày hôm nay thì nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, một số nơi cao trên 38 độ. Tuy nhiên thì đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ kết thúc trong ngày mai tức là ngày 21 tháng 4 khi mà không khí lạnh tăng cường yếu xuống các tỉnh khu vực miền bắc của nước ta. Trong khi đó, ở các tỉnh khu vực phía nam nằm ở dìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao lại chịu ảnh hưởng của dìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết tại đây ít biến đổi. Sau đây mời bà con cùng theo dõi phần dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai như sau. Đối với các tỉnh khu vực Bắc Bộ, nắng đang có xuống tăng thêm về cường độ và về diện. Với mức nhiệt cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, không thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của rau màu. Cụ thể tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi từ 37 đến 38 độ với độ ẩm từ 50 đến 75%. Tại các tỉnh khu vực phía đông bắc bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, với độ ẩm từ 65 đến 80%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa bà con, sau 3 tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, chưa đầy một tuần trở lại đây, dịch tai xanh trên đàn lợn đã liên tiếp xuất hiện tại 3 tỉnh miền Bắc là Nam Định, Thái Bình và Bắc Ninh. Số lợn mắc bệnh đã lên đến gần 19.000 con, trong đó buộc phải tiêu hủy hơn 8.000 con, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho bà con nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định dịch năm nay trái quy lịch mọi năm. Thay vì xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì lại xảy ra ở các tỉnh miền Trung và hiện đang lây lan trên diện rộng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ chăn nuôi chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và tình trạng buông lỏng quản lý của các địa phương trong giết mổ gia súc trên địa bàn. Do đó, công tác phòng chống dịch cần quyết liệt hơn nữa, quan trọng là phải phát hiện báo cáo kịp thời, phản ứng nhanh đối với các ổ dịch, có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển gia súc từ vùng dịch ra ngoài, đặc biệt là tuyệt đối không được để bà con bán chạy lợn bệnh ra bên ngoài. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay và ngày mai thì vùng áp thấp nóng phía tây còn duy trì cường độ mạnh, do vậy vùng nắng nóng còn có khả năng mở rộng thêm đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ tại đây sẽ trong mức từ 35 cho đến 37 độ. Những điểm cao nhất như là tại khu vực Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông thì nhiệt độ có thể lên đến 38 39 độ. Trong khi đó, tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, với độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực Tây Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng của khối khí nóng bị nén yếu, do vậy mà các điểm nắng nóng sẽ tăng lên, trời khô, khả năng mưa xảy ra một vài nơi trên diện hẹp vào chiều tối và đêm. Với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, với độ ẩm từ 45 đến 60%. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay gồm các tỉnh thành khu vực phía Đông cũng như là khu vực miền Tây thì đều có mây bao phủ, song chủ yếu là dạng mây màn mỏng và chỉ đủ làm cho ánh nắng bớt gai gắt, còn tiết trời vẫn có cảm giác khá oi. Vào thời điểm chiều và đêm, tại khu vực sẽ có mưa nhẹ xuất hiện với cường độ mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ với độ ẩm từ 55 đến 70%. Thưa bà con, bệnh tiêu chảy cấp luôn là nỗi kinh hoàng đối với các trại nái. Loại virus gây ra bệnh này có tên là corona, bệnh lây truyền chủ yếu qua đường ăn uống, mầm bệnh có nhiều trong phân ruột non. Khi lợn con mắc bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng như là kém bú, nôn ra sữa, lợn gầy, thích nằm chồng lên nhau, đặc biệt là thích nằm trên bụng mẹ. Đối với lợn dưới 1 tuần tuổi, tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%. Khi lợn con trên 7 ngày tuổi mắc bệnh, người chăn nuôi nên cho lợn bị bệnh uống kháng sinh colistin hoặc là amoxicillin, có thể tiêm abramicin phòng kế phát. Kế tiếp đó là trợ sức bù nước cho lợn bị bệnh bằng gluco 5% hay là điện giải. Đối với các trại chưa xảy ra dịch thì bà con chăn nuôi có thể phòng dịch bằng cách vệ sinh chuồng trại, phun sát trùng đúng định kỳ, sát trùng phương tiện vận chuyển có khu nuôi lợn cách ly, công nhân hoặc là người chăn nuôi lợn nên hạn chế tiếp xúc với lợn ngoài trại Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại